Emang nggak wae benar. Muốn quay một chút cái đoạn này, nó có cái đèn, đây là điểm nổi bật của quận 7 là cầu ánh sao. Cầu ánh sao hả? Anh thấy sao lấp lánh trên đất không? Cầu ánh sao. Đây là hồ Bán Nguyệt hả? Nó hình cái hình cái Nguyệt. Mặt trăng, nửa mặt trăng. Xung quanh là khu ăn uống. Đây là Khải. Tối thứ sáu mà còn đi dạo. Hồi xưa ở đây là một cái nhà hàng nó gọi là Cham Cham, rất là nổi tiếng. Trong đó nó có hình của người Chăm đó. Và cái ông chủ là ông Hoàng Khải á, ông là chủ của Khai Sook á. Ông phá sản cho nên ông bán hết tất cả cái này. Ông là xây cái này và mấy cái nhà gần đây rất là đẹp. Có cái buffet ở đây là nó có đồ ăn từ 7 miền luôn. Đây hả? Nó có Nhật nè, Ấn Độ nè, Trung Quốc nè, xong rồi Tây Phương, Âu Châu, Việt Nam đó. Đường thôn Giật Tiền, đây là Văn Trường.